bóp anh sớm anh còn về. Gần đây, trong xu thế lạm phát, giá cả các nhà hàng ẩm thực cũng gia tăng một cách chóng mặt. Tuy nhiên, nhà hàng Vẹt Xanh, nơi hẹn hò của các thanh niên trẻ, vẫn khá bình ổn giá. Đặc biệt còn có nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn. Quân bại từng bận thế này thì mình cũng phải vào xơi bữa no đây mới được. Hôm nay nhà hàng cháo đã có rất nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Mời bác chọn món ạ. Cái gì thế này? Tao quần lội vạt dầu, hậu duệ mặt trời là cái gì hả? Dạ, quán phục vụ các bạn trẻ nên tên món cũng tin lắm ạ. Hậu duệ mặt trời là hướng dương đó ạ. Bác cứ gọi món thưởng thức, sẽ có rất nhiều bất ngờ. Được rồi, cho luôn cái set đầu tiên đi, tôi đói lắm rồi đây. Dạ, có ngay đây ạ. Vậy cũng được đấy chứ. Phục vụ, thanh toán. Dạ, cô quý khách hết 135 đô ạ. Này anh phục vụ, nói tôi nghe xem, những đĩa thức ăn tí tẹo, ít ỏi thế này, mà những 135 đô, các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Dạ thưa quý khách, có phải quý khách chọn set 1 của thực đơn đúng không ạ? Đúng rồi. Đây này, sẽ máy bay phản lực. Thì đấy thưa quý khách, với số lượng đồ ăn này, nó biến mất với tốc độ phản lực phải không ạ? Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm diễn viên kịch tài năng đã diễn ra hết sức quy mô tại nhà hát kịch Vẹt Xanh với nhiều ứng cử viên xuất sắc cờ danh hiệu cao quý nhất. Vâng thưa quý vị, trước mặt tôi đây là bác Nụ, mẹ của thí sinh số báo danh 01 Hồng Thị Phấn. Cảm xúc của bác bây giờ thế nào ạ? Khi em Phấn là thí sinh thi đầu tiên hôm nay. Tôi hy vọng con gái tôi sẽ giành được giải nhất ạ. Phấn nhà tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc thi này. Vậy bây giờ mời bác cùng chúng cháu ra phía sau cánh gà, trực tiếp động viên Hồng Phấn cũng như các thí sinh khác. Tí nữa, anh bóp cổ em hay là em bóp cổ anh vậy? Em bóp cổ anh đi, em nhớ hành động cho nhanh gọn, dứt khoát. Chỉ có cách này, vở kịch của chúng ta mới tăng thêm kịch tính. Mẹ, con sắp diễn rồi, mẹ làm sao vậy? Đi về ngay. Không có thì thố cái gì nữa hết á. Mày định giết người ở đây về cái giải nhất hay sao hả? Phấn ơi, tí nữa em nhớ bóp cổ anh sớm nha, để anh còn kịp về sinh nhật bạn gái. Gần đây, đường Tô, con đường giao thông huyết mạch mới mở. Trên phố Hà Tây mọc lên hàng loạt các dịch vụ về đêm, phục vụ nhu cầu của người dân đi qua tuyến đường này. Dạ, mời anh vào phòng phái trong, máy lạnh đã bật sẵn rồi ạ. Không sao, tôi lái xe tải đường dài, đường bụi bặm lắm, ngồi luôn đây cho tiện. Hãy mang tới cho tôi vài món ăn thừa từ hôm qua và để một người phục vụ sên soạn nhất bê ra. Dạ, anh nói là món ăn thừa và người phục vụ sên soạn ạ? Đúng vậy, phục vụ sên soạn và nóng tính thì càng tốt. Số tiền này của anh đủ để thưởng thức những món ăn hảo hạng nhất nhà hàng chúng tôi với người phục vụ chuyên nghiệp nhất. Tôi không cần được phục vụ, tôi đang nhớ nhà, nhớ bữa ăn mà vợ tôi nấu cho tôi. Nhà khoa học nổi tiếng Robin Kaka đã phát minh ra một loại robot mới vô cùng hiện đại. Robot có tên gọi là Tan Tan. Robot Tan Tan của tôi đặc biệt ở chỗ nó có khả năng tìm thấy mọi đồ vật ở dưới nước, tất cả mọi thứ, dù lớn hay bé. Vậy sao hay dữ vậy? Bây giờ có 3 bồn nước, các bạn hãy bí mật thả xuống 3 thứ bất kỳ, robot Tan Tan sẽ tìm thấy ngay tức thì. Quả là cái kim nhỏ xíu tôi vừa giấu rồi. Quá đỉnh, bé như sợi tóc mà vẫn tìm thấy. Sao thế, nó làm sao thế? Anh đã thả thứ gì xuống đó vậy?
He, thì một viên vitamin sủi nó to tướng chứ làm sao bé như cái kim hay sợi tóc đâu. Theo kết quả khảo sát của thời báo Đời Sống Toàn Cầu VVMO, thành phố Shokoko hiện nay có tỷ lệ người dân nuôi thú cưng cao nhất trên thế giới. Theo đó, các cửa hàng bán vật nuôi thú cưng rất phát triển. Dạ, chào bà. Mời bà vào chọn thú cưng. Cửa hàng chúng tôi toàn thú xinh xắn và thông minh đấy ạ. Trời đất con, nhiều thú đẹp quá trời, nhưng giá hơi đắt hen. Xin chào quý khách, xin chào quý khách. Chào quý khách. Trời ơi, 30 đô la là cái giá quá hời cho con bé xinh đẹp và thông minh này. Thưa bà, nói thật với bà là con vẹt vốn sống nhiều năm trong một quán bar, nên đôi khi phải nghe nó nói nhiều câu từ không được hợp cho lắm. Nhưng bù lại, nó có trí nhớ siêu tốt và chúng tôi có giảm nửa giá đó. Nếu bà chịu khó dạy dỗ lại thì sẽ bắt ngay thôi. Không có sao, chúng tôi sẽ mua nó cho. Ngôi nhà mới, bà chủ mới. Ơi, mẹ mới mua vẹt hả mẹ? Ngôi nhà mới, bà chủ mới, các cô gái mới. Nó tuyệt quá à. Cả nhà đang làm gì mà hào hứng thế? À, ba về rồi. Anh về sớm thế. Chào Minh Thôi, vị khách quen thuộc của ba thiên đường chúng tôi. Hả? Cái gì? Ba thiên đường hả? Chết với tôi. Tại phòng cấp cứu bệnh viện Chích Choe đã xảy ra một sự việc vô cùng hy hữu. Các bác sĩ ơi, hãy cứu chồng của tôi, hãy cứu anh ấy đi. Tất cả mau yên lặng để tôi kiểm tra bệnh nhân. Cố lên mà nói. Hả? Lẽ nào mới đoán cái đã chết luôn rồi? Này, bác sĩ nói gì vậy? Không đâu mà. Chết thật, không suy nhê gì nữa. Mình ơi, sao lại ra đi bỏ lại mẹ con em? Ông trời ơi, bà làm sao thế? Tôi đang thắc mắc thế nào mà cái đồng hồ chết tiệt của tôi mới đổi quả pin mới toanh mà đã chết rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.